Hello anh em nhé. Đây nhân vật chính ngày hôm nay mình sẽ review qua để anh em chúng ta cùng theo dõi. Ây da anh em ơi, đây cái điều đặc biệt này, chưa chưa cần xào ác nhé. Này đã càng có ngay lập tức một cái nhân vật khá là đặc biệt ở trong tay này rồi anh em. Trong khi ác này có rồi nhá, ác này có rồi. Khá là bất ngờ nha anh em. Ok đây nha, chưa thời điểm này nha, đây là một báu vật vụ cực kỳ vô giá đấy. Nói không vô giá thì nó hơi gọi là ví von thôi nhá, chứ thực ra là nó cũng có giá đấy. Đây mình sẽ ăn bên này vào rồi, chúng ta cùng soi sơ qua nha anh em. Đầu tiên ở đây mình có một ạc nam mi đi băng, các cái ngọc của bạn ấy thì đang đi, đây là slot thể chính xác và kháng kháng nha, tương tự. Ok cái này thì là cũng là tương tự như vậy, thể né kháng kháng, cái này điều văn bỏ giả à, bỏ qua đúng không, bỏ qua băng rồi, băng công vào bỏ qua huyền đả nộ luôn nhé. Ok một xét này anh em, đây là một cái đang đi khá là nhiều ngọc kháng và gọi là thuần băng đi nhé. Võ hồn thì đang là sơ cấp, hồn sơ cấp điệp vũ này. Ok đây bí tịch đây thì mình thấy có bản nào cửu âm thiên thư này, tâm pháp trong đề năm, còn cái này trong người một đi hết rồi. Đây chúng ta sẽ xem trong kho có gì không nha anh em. Trước mắt ở đây là gói cầu này nó cực kỳ giá trị đấy. Xem nào, trong kho có gì không. Con này là ở server Kỳ Lân anh em nhé, server mới cho nên chúng ta không thể kỳ vọng nhiều, thì đồ nó phải ngon, phải boss cả không có nhé. Không thể ngay lập tức là kim châm độ kiếp này không, các bạn học nhé. Cái này là bạn không học à, hay là như nào cũng rõ. Không học đi nhỉ. Ok rồi, biết có thương hội không, à có thương hội đây anh em, một review qua cái thương hội này. Cái tu thì anh em nhìn thấy ngay ở trên này rồi, chúng ta không bàn nhiều về tu làm gì cả, nhìn ngay đây là thấy rồi. Bí tịch này thì là nó cũng server mới mà nên nó cũng không có nhiều cái cấp cao. Đây chúng ta có cái hộ bồ nguyệt rồi, xem nào thương hội có gì không, chả để gì cả, rất là phí. Em để cái này vào đây, xong lôi ra. Đấy, xong bỏ này vào đây, lôi ra. Thế nó sẽ có cái lịch sử này. Đó. Anh thông hồi chú, anh thông hồi chú, anh thông hồi chú, anh thông hồi chú. Rồi, ok. Cái này thì chưa có danh vọng. Và đây, các cái gạch đầu dòng của bạn ấy thì mình sẽ cho lên màn hình nhá. Và sau đây. Anh em cùng theo dõi. Bây giờ mình sẽ đọc nguyên văn nhé. Chào Minh, ok chào bạn nhé. Mình là Bảo Hân, hôm nay mình có một ác Nga Mi. Mình muốn nhờ bạn tư vấn để theo hướng PK Map Nga Mi tanh vì tay chân mình chậm lắm. Ok bạn. Mình chơi phân khúc tiểu gia thôi. Thực ra là cái này thì mình có chia sẻ thêm này, bạn ghi ở đây thì mình cũng ghi gọi là đồng ý thôi nhá. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì các bạn chơi ở phân khúc nào các bạn nên 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 rõ ràng với phân khúc đấy. Tại vì nếu như mà tiểu gia ấy thì mình nghĩ là thanh tâm của điện chú sẽ bán, chứ là hoặc là bạn có thể vừa nhặt được nhá. Bạn có thể vừa đi boss và nhặt được thì mình không biết, nhưng mà có thanh tâm này rồi và full 7 này rồi thì mình thấy là người phân khúc tiểu gia nó cũng không phù hợp lắm. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn nói phân khúc tiểu gia ấy, thì mình sẽ xào theo, mình xào ấy, là xào theo những cái mà bạn muốn chứ không phải là xào cho mình. Nhá, thì những cái gạch đều dòng này chúng ta nên gọi là thành thật một chút. Tại vì sao? Tại vì nếu như tiểu gia bạn sẽ không thể lựa chọn những cái món đồ như thế này, như thế này, như thế này được. Mà chúng ta phải chơi những cái món đồ lởm lởm thôi. Đấy, nhưng mà nếu bạn là trung gia thì lại khác, thì chúng ta có thể lựa chọn những món đồ như này nó ngon hơn, những món đồ như kia ngon hơn, có thể thay hai ba set kháng này kia vân vân. Nhưng mà tiểu gia thì không làm được điều đấy nhá. Đấy, hoặc là đại gia ấy thì nó còn cao cấp hơn nữa. Nên
cái chỗ này đồng ý là các bạn có thể khiêm tốn, nhưng mà chỗ này theo mình thì các bạn chơi ở phân khúc nào các bạn cứ ghi luôn nó ra cho nó dễ nha. Ok rồi. Đồ mình xem giúp đồ thủ giờ mình cần thay những đồ gì rồi. Ok mình xem giúp cây thần khí đó có thể xài PK map được chưa hay nên tẩy một cây khác giảm tốc. Rồi nhẫn phù liên minh nên xài một thuộc tính. À, nhẫn và phù và liên thì nên xài một thuộc tính hay hai thuộc tính băng huyền. Mình đang liên tưởng đến đến bạn là tưởng bạn nói là liên minh thì họ khuyên đang xài là một thuộc tính và ok rồi rồi cảm ơn câu hỏi của bạn thì nó rất là rõ ràng, nhưng mà chỉ duy nhất cái chỗ mình nói là cái phân khúc tiểu gia ấy thì có lẽ là mình cũng xin phép và xếp lại bạn một chút nó vào phân khúc trung gia đi cho nó dễ. Cái tiểu gia mà hiện tại chơi Nga Mi mà có thanh tâm lại còn dư một cái như này thì tiểu gia này nó hơi hơi bá đạo nhé. Đó, tiểu gia mà như này là hơi bá đạo đấy. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái gạch đầu dòng đầu tiên nhé. Ok nhá, chào bạn Min Park này, mình vừa like xong đấy. Nga Mi gặp MG thì đánh như thế nào anh? Nga Mi gặp MG thì có nhiều cách PK, nhưng mà ở trong là cái sào này bạn ấy không yêu cầu cái đó nên là có thể là mình sẽ phải gác lại sau nhé để nó trường trùng nội dung, hoặc tí nữa khi sào xong chúng ta sẽ bàn vấn đề đó sau nhá. Tập trung giải quyết cho bạn đi trước. Ở đầu tiên ấy bạn có nói là đồ thủ giờ mình cần thay những đồ gì, và cái đề bài của bạn nói là bạn ấy chơi tanh. Thì bây giờ như này, cái khái niệm về tanh ấy, đây chúng ta có thể lập một cái kênh cầu đội mới để cho nó không bị rối loạn nhé. Đây này, PT mở này. Ok cho tí màu mè vào cho nó dễ. Đây, tanh này, Nga Mi tanh này. Thấy không? Đây đâu ấy à? Này chứ. Đánh cơ đi, ok, như này đi. Đây, chúng ta cùng xem cái đồ của bạn ấy nhá. Bạn ấy đang hỏi về cái đồ thủ. Thì ở đây bạn ấy đang có một cái áo, nó là hai dòng kháng, một dòng né, một dòng trí. Cái này của bạn ấy thì là đang là nội thủ né, và nói chung là nó cũng thiên về gọi là thủ rồi đấy. Cái này thì cũng tương tự này. Cái này thì nó hơi đuối một tí. Thì nói về đồ thủ ấy, mà chuẩn thủ ấy, thì nó sẽ có hai cái phương án mà người ta hay dùng. Mình gọi là hay dùng nhé. Cái phương án đầu tiên ý, đó là nội thủ. Đây đây, nói luôn như thế này cho dễ hình hình minh họa. Đây, đây là cái mà người ta cũng hay dùng nhé. Người ta có rất hay dùng cái như thế này để làm thủ. Thế nhưng tuy nhiên ấy, có một cái dòng khác, đó là cái dòng nội lực kia kìa, thay bằng dòng hội thủ. Nhớ nhá, nội lực kia kìa thay bằng dòng hội thủ. Nó sẽ là một cái là như thế này nhá. Một cái đó là nội thủ né né tránh, thể lực, trí lực, thân pháp, hội thủ và tất cả tính. Tại vì sao? Tại vì như mình nói rồi đấy, nó có ngọc hội công nhưng nó không có ngọc hội thủ. Vì vậy hội thủ của tất cả mọi người ấy, lên chủ yếu từ điểm thân pháp. Từ điểm thân pháp. Từ điểm thân pháp thì mình không thôi không bàn nhé, nó có thể là từ đồ, từ võ hồn, từ ám khí, từ danh hiệu, danh vọng vân vân. Gọi chung là thân pháp. Và nhé, và này này. Ở 6 món thủ và hoặc là cái liên này. Cái liên này cũng có xác suất có hội thủ nhé. Nhưng mà thôi cái liên thì nó hạn hữu tại vì liên nó khó, đôi khi chúng ta nhét vào nó hơi 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 chối. Thế nhưng mà nôm na là 6 món thủ. Thì 6 món chúng ta có thể được tối đa ngoài cái việc thân pháp đấy nhá, ngoài cái việc thân pháp đấy là chúng ta có 60 điểm hội thủ. Mà cái này ngọc không có ngọc nào để khỏa lấp hay bù cho bạn cả. Đấy. Mà cái này 10 điểm này mỗi mỗi món 10 điểm là rất to. Đấy. Có thể là chúng ta hiểu cách ví von là sau này lên danh hiệu. Đấy, sau này lên danh hiệu thì nó lên thân pháp thì nó cũng bù cho. Ok, đồng ý. Nhé, nó không 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 sai chút nào cả. Nhưng mà nếu như chúng ta thêm được 60 điểm ngay từ bây giờ
thì nó vẫn hơn. Tại vì ra cái danh hiệu chứ không phải là muốn lên là lên được. Thứ nhất là chơi event, thứ hai nữa là bạn nói là bạn chơi phân khúc tiểu gia thì gần cái điều mà bạn danh hiệu thành 20 gần như bạn không bao giờ với được. Nếu chúng ta phải thành thật với nhau, cái phân khúc chúng ta chơi là vì như thế. Nếu bạn chơi 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 ở phân khúc đại gia nhé, thì mình ngay lập tức có thể khuyên cho bạn là tương lai ấy, bạn lên danh hiệu thì nó sẽ bù cho. Nhưng bạn này bạn đi nói rõ ràng là bạn chơi tiểu gia, nhưng mà mình còn xếp vào bạn trung gia đi. Vì vậy là bạn ấy có khả năng thấp, bạn ấy không lên được, à, gọi là cái khả năng để bạn ấy lên danh hiệu tầng 20 gần như là không có. Cho nên chúng ta phải chắt chiu chỗ này. Vì vậy mình ưu tiên cho bạn thêm một cái đồ nhé, đó là nội thủ này, né tránh này, bỏ cái nội lực kia đi. Chúng ta đã là tanh rồi thì gần như là chúng ta lên đấy là chủ yếu búp là chính, còn múa may quay cuồng tí thôi, chứ chúng ta không phải là mang đi ngang mang ngam mi đi để cái ép mạng hay là để đi đam cả. Lên chủ yếu là búp cho đằng khác thôi. Đấy, thì cái lựa chọn đấy là lựa chọn mình nghĩ đấy là về lâu về dài nó là khá hợp lý. Đọc lại nhá, nội thủ này, né tránh này, thể lực này, trí lực này, thân pháp này, hội thủ và tất cả tính 7 dòng nhé. Còn bạn đang có đồ như thế này rồi thì thôi vẫn xài được, tại vì nó cũng tương đối là hợp lý. Ví dụ như là một món như này, một món như kia. Nhưng mà cái này nó sẽ có cái sự phân hóa như này mà mình muốn chỉ luôn cho bạn để bạn dễ hình dung nhé. Hiện tại bây giờ ấy là võ hồn của bạn này nó đang sơ cấp. Đấy, trong tương lai gần ấy thì server này thì không biết thế nào. Thế nhưng mà những cái server trước ấy, thì gần như sau này ai cũng võ hồn toàn mỹ cả. Đấy, thì nó sẽ lên điểm khá là nhiều. Và những cái chỉ số này của bạn sẽ bắt đầu tăng lên nha, có sự tăng lên. Nhưng mà tăng lên ấy, vì bạn không chơi ở cái phân khúc đại gia ấy, cho nên cái sự kết hợp với cái danh hiệu ấy, gần như là không có. Thế nên là bây giờ nó hiện tại đang cù như thế này, dần dần nó mới tăng lên chứ không phải lập tức nó sẽ tăng ngay. Cho nên một cái món đồ tiếp mà bạn có thể gọi là mặc tạm bây giờ trong trong cái giai đoạn ngắn này, anh em hiểu ý gì không? Tức là bây giờ cái chỉ số máu của bạn ấy thấp này, các chỉ số này đang thấp này, nhưng mà trong tương lai gần ấy, những cái mà và tiểu gia và trung gia vẫn làm được, như võ hồn này chẳng hạn ấy, hay là thậm chí là long văn này, thì bạn ấy có cái này là coi như là bạn ấy có cái long văn 80 rồi còn gì nữa, đúng không? Nếu mà có event nhất là quất được tốt, cho nên chỉ số này sẽ tăng lên. Thì cái này bây giờ nó đang là cái trước mắt thôi. Đấy, trước mắt. Vì vậy là những cái món đồ như thế này của bạn, bạn cũng có thể xài trong cái tương lai gần được. Tức là có thể trong một tháng trở lại đây, một tháng tiếp này, một tháng nữa hoặc cả 2 tháng nữa bạn vẫn xài đồ như này được, nó vẫn có sự hiệu quả. Đấy, nhưng mà lâu dần ấy, thì khi cái ngoại thủ này nó tăng cao và đặc biệt nó tăng lên khoảng tầm 60k cộng, thì những cái đồ như này nó bị phế. Là nó chỉ còn 6 dòng thôi, theo như khái niệm của mình về độ hiệu quả. Là nó chỉ còn 6 dòng thôi. Vì vậy lúc đấy thì chúng ta mới chuyển sang cái đồ như này, và cái đồ ngon nhất lúc nãy mình nói là có hội thủ ấy. Nhá, ok, đấy mình nghĩ là chỗ này nó đã rõ ràng rồi và bạn ấy sẽ xem lại video sau. Rồi, mình sẽ các bạn, vì bạn ấy không có trong livestream thì cho nên mình sẽ cắt riêng cái video này ra mình post lên, bạn ấy xem lại sau. Ok. Tiếp này. Rồi, bạn ấy có một cái cây đồ dòng nữa, đồ thủ nhá. Ok, đồ thủ rồi, xong rồi này. Cây thần khí đó xài PK map được chưa hay nên tẩy một cây giảm tốc? Đây, chúng ta cùng quan tâm đến cái thần khí của bạn ấy. Cái thần khí của bạn ấy thì hiện tại đang là băng công và giảm kháng huyền. Đó. Các cái dòng thì nó thuần nội hết rồi và đả nội. Thì theo cá nhân mình ấy, đi PK map mà bạn ấy đi theo cái nhánh là nhánh tanh, gọi là đi búp cho bọn khác đánh ấy, hỗ trợ cho liên minh ấy. Còn cái việc đánh của bạn là phụ thôi. Thì theo cá nhân mình ấy, bạn dùng cái này được rồi nhé. Nhưng tuy nhiên ý, mình chỉ có một cái xíu mà gọi là muốn nhấn mạnh với bạn những điều này. À chứ không, không phải nhấn mạnh mà góp ý thôi. Góp ý thì mình nghĩ là từ góp ý nó sẽ đúng hơn. Đó là trên map ý, bởi vì nhá, vì thằng Đào Hoa bây giờ nó rất là bá đạo, nên anh em server này là tập trung vào kháng nó. Nhưng mà nó chỉ khoảng, ví dụ như mà lấy tổng thể server là 100% đi, thì theo như mình có thống kê sơ qua, chứ chưa chi tiết, nhưng mà thống kê sơ qua thì có khoảng khoảng đâu đó khoảng tầm gần 50%
là kháng băng nhé, 30% là kháng huyền, còn lại là kháng hỏa và kháng độc. Đấy là những thằng 2 PK thôi nhé, nhưng còn những cái phần mà gọi là ít PK hoặc là chỉ đi đánh tống kim hoặc là vân 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 mấy thì không nói, nhưng mà đấy có thể là theo thời gian nữa nó sẽ thay đổi, có thể là sau thời gian nữa nó cũng sẽ thay đổi đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như mình thấy là nó đang như vậy, thì bên nó sẽ xảy ra một cái trường hợp như thế này. Mình nói cái đó ra là để bạn hình dung như thế này: nếu bạn cố đú theo ấy để vượt cái mức kháng của bọn nó ấy, thì đây là một cái cuộc chạy đua hơi vô nghĩa. Vì bạn đã đi tanh rồi thì suy ra nhé, tất cả những đồ thủ này bạn ốp 2 slot kháng, ok đồng ý, tại vì tanh mà chúng ta làm như thế. Tiếp đến ở liên ở đây bạn phải ốp kháng, và đương nhiên bạn cũng đang ốp rồi, thậm chí là cái võ hồn này tương lai bạn phải ốp luôn. Cho nên ý, chúng ta sẽ gần như là chúng ta chỉ ốp được giảm kháng ở những chỗ đây 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 và đây đây hết rồi. Lúc này bạn đang ốp chính xác thì giảm kháng chỗ này của bạn là đang có là 726. Nhưng mà mình chưa hiểu lắm là tại vì bạn nói là bạn tanh. Chúng ta phải rõ ràng với nhau cái này nhé. Bạn tanh ấy thì cái việc đam nó là phụ, tức là đam được thằng nào thì đam, không được thì thôi. Lâu lâu quăng cái xuân hoa thu nguyệt hồi máu là được rồi. Nhé. Còn nếu như bạn chơi đam, chơi về cái hướng gọi là ngang mi đam ấy, thì nó hơi yếu ở tầm này. Tại vì nó nhanh hẹo lắm. Chơi giống như thằng Võ Đăng Thuần ấy. Đấy là tỷ lệ 4 2 2 4 là 4 4 nội lực 2 4 nội lực 2 thân pháp hoặc là ngược lại đấy. Nhưng mà bạn đã chọn tanh thì theo như cá nhân mình ấy, thì bạn cứ để cái chỗ này là deal one băng đi. Đánh được thằng nào thì được, không được thôi, chứ giảm kháng hay thêm 60 điểm nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là bạn đang tham cả hai, bạn vừa muốn tanh mà bạn cũng vừa muốn đam. Lý do vì sao mình lại nói như vậy? Tại vì ở đây bạn mình thấy bạn ốp cả chính xác ở đây này. Đó, tại vì thấy bạn ốp cả chính xác, trong chính xác có 50k thôi. Theo như mình ấy, theo cá nhân mình ấy, thì bạn gỡ bớt nó ra. Xong đập băng đi, đấy, thể lực băng kháng kháng. Thể lực băng kháng kháng, thể lực băng kháng kháng. Thế cho sướng, hoặc nếu không thì bỏ giảm bỏ bớt bên đây bên đi thì ốp bên giảm kháng vào đây này. Thì chỗ này chúng ta vẫn thêm có tí điêu văn băng 7 vào cũng được. Hoặc trừ trường hợp ấy. Trường hợp mà bạn chưa có cái điêu văn băng ấy mà bạn vớ được cái giảm kháng này ấy, thì bạn bạn mặc thì cũng được nhá. Đấy là trường hợp mà mình nói đấy. Nếu có điêu văn băng thì thay, nếu không bạn vớ được cái này thì mặc thả tạm thì cũng được. Nhá, ok. Rồi. Thần khí thì như nãy nói rồi, đó là bạn xài cái này là tương đối ok rồi. Thì bên Nga map thì chúng ta xài cái này thôi, và mà phập nhau mấy thằng đào hoa ấy, thì cái đả nộ này nó đả được cái đồng cảm đấy nhé. Đánh nhau với đào hoa thì cứ mang cái thần khí đả nộ vào vả nó, còn nếu bạn mà là tẩy thêm đồng cây nữa ấy, thì bạn cứ thay ra thay vào, thay ra thay vào ấy, thì cái hiệu ứng trên này của bạn thì lúc nào nó có 2 hiệu ứng, vừa đả nộ vừa giảm tốc luôn, và vả mấy thằng đào hoa là phải chơi thế nhé. Luyện thêm một cái thần khí nữa để khuyên trên khuyên đây này, đây này, đài tùy hương xương này, nhưng nó hên xui ra giảm tốc thôi. Thì có 2 cái mà cứ bật tay nải lên, nó cứ thay ra thay vào, thay ra thay vào, thay vào thay vào đây này, đấy, nó bắn vừa thay ra thay vào, thì bao giờ trên này hiệu quả nó cũng nảy 2 hiệu ứng đấy. À, đánh thế nào hoa là thế là ngon đấy. Ok rồi, tiếp nữa này, nhẫn phù liên mình nên xài một thuộc tính băng hay hai thuộc tính băng huyền. Thì theo cá nhân mình ấy, vì bạn đang chọn đi tanh, bạn chơi phân khúc tiểu gia, và hơn nữa đây xem nào, bạn gọi là gì nhỉ, đang có một cái set băng rồi, thì theo mình bạn không nên đi băng huyền mà đi một thuộc tính băng thôi, để chúng ta tập trung vào cái giảm kháng. Còn nếu bây giờ bạn chia sang huyền nữa thì giảm kháng băng của bạn ấy sẽ phải bỏ bớt đi,
vì chúng ta phải hy sinh một hai slot đấy để ốp giảm kháng huyền thì nó mới có đam thuộc tính huyền phụ. Nhưng mà như mình nói nó cái phép lúc nãy đấy, tức là các cái mình nói nó có sự liên kết với nhau ấy. Tức là kháng huyền thì cũng khá là nhiều, cho nên là chúng ta đi một hai viên nhiều khi nó không hiệu quả đâu, vì vậy chúng ta chọn một thuộc tính thôi cho nó ok. Thì ở đây mình thấy bạn có một cái này mà chúng ta có thể sửa ngay lập tức này. Bạn mình sẽ nói chậm nhé, bạn sẽ nghe kỹ này. Tất cả bốn món này ở đây, hai cái này của bạn, cái ý thứ nhất nhé, ý một này, hai cái này chưa có điểm tất cả thuộc tính. Ví dụ 18 ở đây, 18 ở đây cộng vào nó sẽ được là 36 điểm. 8, 2, 16 đúng không? 36 điểm. Tức là bạn đang thiếu 36 điểm cường, 36 điểm nội, 36 điểm thể, 36 điểm trí và 36 điểm thân. Và cái thân này nó sẽ lên cho chính né hội công hội thủ. Đấy. Nha, lên. Tiếp nữa là ở đây bạn chưa có thân pháp, và ở đây cái này thân chưa thân pháp né tránh, chưa thân pháp né tránh. À chưa thân pháp này chính xác nhé, chưa thân pháp chính xác và này chưa thân pháp chính xác. Thì riêng hai món này, ví dụ như mỗi món được 1k, đây 1k đây nhé, thì hai món của bạn được 2k cộng thêm thân pháp thì mình nghĩ nó đâu đó được khoảng 3k rồi gì nữa. Nếu bạn xoay ngay lập tức cái này nhé, thì một viên chính xác của bạn đây là 2k8, thì có phải bạn xoay hai cái này, xoay một cái hai này, thì có phải bạn nó so với chỉ số hiện tại của bạn đang đang hiện bây giờ, thì có phải là nó bù cho chính xác không? Bạn hoàn toàn có thể gỡ viên này ra, bạn đập một viên băng vào đây được mà. Thì chính xác của bạn vẫn 5K cao nguyên. Đấy đúng không? Đây. Chỗ này không có chính xác nhé, chúng ta mất đi 1K. Chỗ này không có chính xác với không có thân pháp, chúng ta đi mất đi 1K và gỡ 2K thì nó sung sênh cho nó không không rõ hẳn nhưng mà sung sênh đi. Đấy, còn cái 18 điểm thân pháp ở đây, 18 điểm thân pháp ở đây nó cũng cộng cộng vào, nói chung là bù được một viên chính xác vậy. Đúng chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể lập bập lên băng đây và băng chỗ này sẽ tăng lên. Một viên 7. Một viên 7 ở đây bao nhiêu? Là 230, chỗ này cộng thêm 230 vào. Là được 4k7 thôi. Nhá. Rồi là những cái món ở đây bạn cũng chưa chính xác này. Thêm được 1k nữa mà. Đúng không? Nhá, được 1k nữa. Ok. Cái này ở đây thì bạn đang có băng rồi, nhưng mà tuy nhiên cái liên ý, thì nó hơi khó để chúng ta gọi là chọn được một cái liên ngon. Nhưng mà nếu có thể ý, thì bạn nên ưu tiên nó có dòng tất cả tính nữa. Đấy, thì nó sẽ ok hơn. Nên ưu tiên. Đấy, xoay 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 một tí thế thôi mà cái chính này của bạn ấy gần như nó vẫn giữ nguyên và cái băng của bạn vẫn giữ nguyên. Đơn giản là chúng ta chỉ xoay một tí. Rồi, ok. Võ hồn này của bạn nhé, thì mình nghĩ là nếu như mà bạn 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 sắm được cái võ hồn nó toàn mỹ, hoặc là nếu không sắm được cái chắc việt gì đó, nhưng bây giờ cái võ hồn đan nó chỉ có trong trứng thôi, nó chưa ra mấy cái phó bản kia thì bạn sẽ chưa kiếm được đâu. Thiếu thất sơn, binh thánh, kỳ trận, tứ tuyệt trang, đấy là ba phó bản sẽ có võ hồn đan, nhưng bây giờ nó chưa mở. Cái quy ngày trước có nhưng bây giờ không có, bây giờ quy được Thổ Linh Châu với lại được tử vong lệnh với lại áo cùng các thứ đấy, chứ nó không có võ hồn đan như trước nữa nha. Rồi ok, xong đây là tất cả những gạch đầu dòng mà bạn ý muốn mình giải đáp. Có một là cái lời khuyên cho bạn như thế này này, đó là bạn nên gọi là tập trung, vì bạn không hỏi nhé, ở trong trong cái gạch đầu dòng này bạn không hỏi, trong các gạch đầu dòng không hỏi thì có thể là bạn biết rồi, nhưng mà mình vẫn khuyên là bạn nên tập trung kháng cao hẳn một loại thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ ở đây nhé, bạn đang kháng băng đó là 749, giảm kháng băng của bạn là 726. Đối với bạn đánh vào bản thân bạn ấy, thì nó hơi bóp mẽ đúng không? Kháng hỏa ở đây bạn là 740, kháng huyền đây là 49 và kháng độc đây là 180. Cũng có thể coi đó là bạn cũng kháng được kha khá rồi. Đấy, nhưng mà về lâu về dài và sao gọi là gì nhỉ? Bây giờ
mọi người chưa lên đủ đồ, đồ nó chưa vào form ấy. Thế cho nên có thể tạm thời mức này vẫn được. Nhưng trong tương lai mình nghĩ là bạn nên đẩy mạnh hẳn một cái. Còn hai cái kia là chỉ phụ thôi. Thằng nào mà bạn đi VK ấy, cái này phải phụ thuộc vào bạn VK nhé. Ví dụ bạn ở Liên minh A, bạn VK với một Liên minh B ấy, thì bạn phải thống kê được những cái thằng hay VK với bạn ở Liên minh kia ấy. Nó hay phập bạn, nó hay dòm bạn, nó phập ấy. Và VK trên map thường xuyên bạn chạm trán nó ấy. Thì bạn hãy thống kê ra bao nhiêu thằng đi hỏa, bao nhiêu thằng đi huyền, bao nhiêu thằng đi băng, và bao nhiêu thằng đi độc. Bạn thống kê ra. Tiếp đến nếu bạn có thể thống kê chi tiết hơn nữa, đó là giảm kháng của chúng nó là bao nhiêu. Bao nhiêu thằng thằng này cái nhóm giảm kháng huyền này này, thằng cao nhất là bao nhiêu. Nhóm giảm kháng băng này, thằng cao nhất là bao nhiêu. Đấy. Rồi là sàn sàn chúng nó là bao nhiêu. Bạn đếm được mà. Kiểm tra này đếm được ngay mà. Đấy, kiểm tra đồ phát đếm được ngay mà. Đây ví dụ như là bạn ra đây kiểm tra thằng thằng này 2 VK bạn đúng không? Đây mình đếm cho bạn xem nhá. Ở đây nó có một viên giảm kháng. Ok, một viên giảm kháng huyền 49 nhá, tính cả vào nhá, đây ra nhá. Chỗ này nó một viên giảm kháng nữa, 2 viên, 3 viên, 4 viên. 5 viên, 6 à đâu, 5 viên rồi. Đấy. 6. Và cái giảm kháng hỏa cộng nốt cả cái của nó nhá, giảm kháng 36 kia nhá, đó. Nhá, cộng nốt vào. Ok chưa? Đấy. Thì xong là giảm kháng độc của nó này, giảm kháng độc này, giảm kháng huyền này, giảm kháng băng này. Đó. Sau này cái báo vâng lệnh của nó thì không soi được, nhưng bây giờ chưa có báo vâng lệnh không sao, soi hết. Đây chỗ này là giảm huyền có 19 điểm này. Thì đấy, một thằng thôi, bạn bạn liệt kê ra, liệt kê bạn đi cái VK bạn kiểm tra trong đó, chúng nó hay tập trung là dương liệt kê ra. Thì cái những cái con số này này của bạn này bao nhiêu slot thì bạn sẽ tự biết được mà không cần mình phải nói. Nha. Con số nào là an toàn, con số nào là vượt trên tất cả, bạn hoàn toàn có thể tự bạn ngẫm ra được. Thì bạn cứ ốp theo cái đấy. Có thể là tuần này nó thế, nhưng tuần sau đôi khi nó lại không thế nữa. Nhá. Tuần này có thể tập trung kháng băng nhiều, nhưng mà tổ bố cái bọn đào hoa bót ấy, tuần sau nó chuyển sang độc thì sao? Chúng ta phải tính trước cái đó chứ. Đúng không? Ví dụ à rồi server kháng băng nhiều quá, ta mày chuyển sang độc công đi. Tại vì Long Quan chưa có báo lệnh chưa? Không ảnh hưởng gì, đúng không? Chuyển sang độc đi. Đào hoa chuyển sang độc đi. Thế thì bạn biết được cái đó, bạn thống kê được, bạn soi được thì bạn ứng biến theo. Đấy, cái câu chuyện nhiều rất nhiều ông hay hỏi là anh ơi kháng gì mới ốp giảm kháng bao nhiêu ấy, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đấy chứ không phải là bao nhiêu nhá. Cái vấn đề là bạn phải tự biết được là bao nhiêu chứ không phải hỏi mình là bao nhiêu nhá. Tại vì cái giang hồ nó thay đổi mà. Đấy chỉ có một cái lời khuyên cho bạn như vậy thôi, và hy vọng là trong tương lai sẽ thấy chỉ số up của bạn nó ổn hơn, ổn hơn và khủng hơn. Và nếu có duyên thì chúng ta lại gặp nhau vào một buổi sáng up khác, khi bạn đã có danh hiệu, danh vọng hoặc là bá vương lệnh Long 380 rồi nhé. Ok, đấy thì tất cả cái đầu dòng của bạn ấy mình đã chia sẻ rồi. Đó, cái dịch vụ sào áp này thì mình vẫn hỗ trợ anh em đều đặn nhé. Các bạn nào cần thì cứ nhắn tin cho mình, có link ở dưới phần mô tả nhé. Cứ hãy liệt kê chi tiết các gạch đầu dòng mà bạn quan tâm, bạn thắc mắc. Mình sào là dựa trên những cái đó chứ không phải là sào cho mình. Ok, rồi.